Sau khi mà nói một câu một hồi không record một lại thì phải nói lại. Trời ơi, cái video này, mục tiêu xuất bản của nó thì là do cái video trước demo thì em thấy nó chưa thực sự là hiệu quả, chưa sự là tốt. Để xem một video đắp lại cho những cái thiếu sót đó. Một video mà nói về Spring, nói về những cái chúng ta cần học. Spring, được chưa? Nó cái framework nó khá là to. Và cái em đang thấy là nhiều anh em đang học theo kiểu là mọi người muốn hiểu hết, dạy học như thế rất là nguy hiểm. Và em đã từng như thế. Chúng ta chỉ cần học với cái chúng ta cần cần để biết thôi. Cần đây là gì? Chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần làm cái web, được chưa? Web này sẽ cần gì? Cần có DB, đúng không? Và chúng ta cần có giao diện, đúng chưa? Và chúng ta cần những cái thứ này nó sẽ tương đương với những thứ sau. Nó sẽ có GPA, repository, repo, viết tắt nhá, hơi xấu. Giao diện thì có team lead, đúng chưa? Đúng chưa? Là ok rồi, những cái cần là như này, thế thôi. Nói về Spring thì sẽ mô tả nó như sau. Nếu mà mô tả Spring, nếu mà mô tả nó từ một cái xe máy, đúng chưa? Thì việc để chúng ta làm có thể nó chạy được, chúng ta cần rất là nhiều thứ như sau. Chìa khóa đúng chỗ, chúng ta cần đổ xăng, chúng ta cần gì ạ? Bơm, lốp, đúng chưa? Thế Spring nó tương tự như nào? Thì qua lại bên trên một chút. Mà thế gì ạ? Chúng ta cần web, chúng ta cần có DB, chúng ta cần có gì ạ? Giao diện đúng không? Thì chúng ta cần cung cấp cho Spring biết là cái GPA, cái DB mình đang ở đâu, dùng như nào, cái team lead mình đang ở đâu, dùng như nào. Thế những cái này nó xuất hiện ở đâu? Đó chính là cái file app config của mọi người. Như cái mọi người biết trong này, giống như việc mọi người đưa cắm chìa khóa đúng chỗ, mọi người đổ xăng, mọi người bơm lốp, mọi người cung cấp cho Spring biết là những cái thành phần này chúng ta đang dùng như nào và ở đâu. Đấy, để cho có thể làm được. Và chỉ cần cung cấp như thế thôi, Spring nó sẽ cho phép một người làm cái web. Đấy không ạ? Đấy, đấy là về Spring. Và cái chúng ta cần đó là GPL Repository và Team Lead đã được bài rồi. Được chưa? Giờ chúng ta chỉ cần học cách dùng nó làm sao cho tốt thôi. Và không cần nữa, cần cái con cần cái con tâm nữa, nó phải controller. Cũng cần hiểu khá là sâu về nó để có thể làm được bài. Hiểu sâu cái này thì có thể có nhiều cách, nói thực hành, luyện tập nhiều lần, đọc thêm ngoài. Đấy, được chưa? Đây là cơ bản nhé. Thế tổng quan. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào code một chút đúng không ạ? Rồi, bây giờ code đi mọi người. Để bắt đầu với dự án này thì chắc chắn rồi. Nó giống như gì nhỉ? À quên, trước khi nói về đi vào dự án thì cần mô tả một chút. Nói về GraphDoll. Đúng không? GraphDoll là gì? Với Java mọi người biết là chúng ta có GDK đúng không? Java, đây chương trình của mình ạ. Chúng ta sẽ có GDK ở đây, đúng chưa? Để làm gì? Để có thể dịch cái mã Java của mình ra và chạy vào máy, đúng không? Thì Gradle thì mọi người muốn làm web chẳng hạn thì nó lại có phải có thêm một thằng web ở đây. Như thế thì mới có thể chạy làm được web từ Java, đúng chưa? Chạy được. Thế thì Gradle nó sẽ là một thằng mà nó cho phép chúng ta không cần phải tải thư viện về nữa. Không phải tải tự động xong rồi thêm vào GDK các thứ nữa. Không phải thêm vào cái thư viện của máy mình nữa, mà nó chỉ cần lưu trong trạng của mình thôi. Bởi bằng cách như sau, mọi người thấy cái chữ dependency ấy. Đó, đúng chưa? Mình thấy chữ này này. Những cái mọi người viết ở trong đấy, nó sẽ là những cái thư viện sử dụng trong cái dự án. Ví dụ mọi người muốn server thì mọi người viết server đây, mọi người viết Spring, mọi người Spring. Đấy, cứ dùng thư viện nào thì cái dự án của mọi người nó sẽ là cái đấy. Chẳng có gì cả. Mọi người thấy là, thì thay mỗi cái Gradle mà thay đổi, nó thay hẳn dự án luôn đúng không? Đấy, đấy, thế nghĩ xong. Bởi thằng Gradle sẽ làm công việc nó tải thư viện mà tự động nó cho Java dùng được. Mình không phải tải về nữa. Mình không phải cài GDK, không phải tải thêm gì cả. Đấy là Gradle nhé. Được chưa? Rồi, xong. Tiếp theo chúng ta quay lại với code một chút. Thế thì bắt đầu với thằng kia chúng ta phải làm những cái gì? Có gì được mà hiểu nhỉ? Thôi. Giờ mọi người xem này, một cái dự án Spring, giờ mọi người sẽ có những cái gì đây? Mọi người cần tất cả cái thư viện liên quan đến nó. Spring co rồi chấm 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 team lead rồi Hibernate
Connector Java ra nhiều. Đó đấy, nếu mọi người chỉ cần thêm những cái này vào phần dependency ấy, là mọi người đã có thể có một dự án Spring rồi, đúng không ạ? Công việc tiếp theo sẽ làm gì? Mọi người hãy tạo tạo cho mình những cái package controller, model, repo và service đầy đủ. Nó theo gì ạ? Một MVC đấy mọi người ạ. Thấy chưa? Thế thì bước tiếp theo đó chính là những file config. Được chưa? Config thì chú ý là em bảo rồi, chúng ta chỉ cần decode thôi. Không cần cả quá gọi là quan tâm nó lắm. Thì nó sơ qua một chút thì với file config app unit ạ. Thì nó giống như kiểu là nó một cái file mà cho nó cho Spring biết là ở đây sẽ là dự án web đấy. Đấy, đó, kiểu kiểu thế. Đúng không ạ? Rồi, cái file đấy không cần quan tâm, có 100% luôn. Thì có cái file cần quan tâm đó là file app config này. Thế có cái gì mà cần quan tâm? Nó chính là cái file mà nó quyết định cái việc đổ xăng, cắm chìa khóa các thứ á. Cắm như nào, đổ xăng ở đâu, đổ bao nhiêu tiền, cắm chuẩn chưa hay đúng chưa thì chính là file này. Hầu hết mọi người phát sinh lỗi lúc chạy là do file này. Mọi người cắm chìa khóa chưa đúng chỗ. Mọi người muốn chặn mọi người cắm vào code là gì? Đúng không ạ? Mọi người đổ xăng chưa đúng chỗ. Mọi người đổ xăng vào cái phần tay lái để làm gì? Đúng không? Đấy. Thì cái này, cái file này là phải quyết định đấy mọi người ạ. Thế thì chúng ta cùng đi qua một chút xíu nhé, để xem là gì. Từ cái chờ em cấu hình em viết ra kia cho bỏ qua. Đây thì nó có cái hàm đầu tiên nó quyết định ở đây sẽ phải cấu hình, nó tự nó quyết định ở đây là phải cấu hình. Được chưa? Đấy, nó cứ kệ coi như thế đi. Thì nó sẽ đại loại nó bảo là Spring ở đây là phải cấu hình của tao. Đấy. Tao chính là phải cấu hình đấy. Tiếp theo là phần cấu hình chim lúc. Mọi chú ý này. Web view. Được chưa? Ta để làm gì? Thì bây giờ mình sẽ phải tạo cái này, tạo đây làm gì cho lỗ ấy, đại loại nó sẽ lưu những file mà giao diện ở đấy, được chưa? Thì đấy, tạo view xong này, ok, đúng đúng cú pháp rồi, rồi đấy, thì cái gì cần quan tâm nữa, nó chính là thằng này. TDB tài khoản mật khẩu thì là cái cần quan tâm nữa. Ba thằng hàm đầu là cấu hình giao diện thì chỉ có một cái hàm cần quan tâm. Dưới cũng thế, năm hàng tiếp theo cấu hình GPA cũng có một cái này để quan tâm thôi. Còn sau này cần thêm tính sau. Ở thời hiện tại mọi người chỉ cần quan tâm hai hàng này thôi. Nhưng cụ thể là chúng nó chỉ có bốn dòng thôi. Tùy nha mọi người nhá. TDB tài khoản mật khẩu. Thế, đây là phần DB rồi không ạ? Xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải làm một cái bước thử xem là liệu nó chạy không bằng cách như sau. Cái này là cái gì thì cái mình đã thử sẽ là cái gì đây, chúng ta sẽ sắp tới sẽ thử công nghệ mà GPA có gì hay mình thử à. Với GPA thì nó sẽ có một cái hay ho như sau, gọi là Turbo, và chúng ta chỉ cần đợi được nó cộng AT đây này, chúng ta sẽ không cần tạo bảng trong DB nữa đó. Chúng ta chỉ cần gì, chúng ta chỉ cần đánh dấu như này và tí nữa khi mà chúng ta chặn được cái công nghệ GPA nó sẽ tự tạo bảng cho mình chỉ cần tạo DB thôi, còn tạo bảng chuyện của nó thế. Và nó yêu cầu đây mình có cần cái ID, mình đã có ID long private long ID private string name nhé, private string description. Thế rồi làm tạo rồi, làm tạo nó chắc chắn chỉ có không đối đâu rồi, đây là quy tắc của thằng DPA rồi, còn cái tôi sẽ tôi đầy đủ chú ý cái chỗ ID này thì em sẽ thêm một cái đó là cái tự tăng nhá mọi người nhá, nhiều phương pháp lắm anh em nhớ được không, nhớ anh em nhớ giống như mình rồi. Thế xong cái phần của vị cái gì vừa bảo rồi, chỉ cần tạo DB nó sẽ tự co đúng không, bây giờ chúng ta sẽ kiểm chứng xem có được không. Bây giờ lúc ấy thì tạo một lần rồi á, lúc ấy vừa bảo là để mua lần rồi mà, bây giờ xóa đi, xóa xong dịch lại xem có được không. Xóa, chạy lại xem nó có, liệu nó có tạo bản được không, hay là lỗi đâu nữa, chúng ta sẽ quan sát. Tôi lát thử đây. Đấy chưa ta?
không sống sống chuẩn cho lại thiếu gì được người nó có mấy cái dừng trở lại đền mô không sáu không sáu à quên chưa đổi tên chế sao không tạo bạn đó chú ý em nhá sáu không sáu rồi này. Đấy, thấy là phần pin này sao thấy được không công nghệ lắm rồi chị đúng không ạ à, trước đây chúng ta sử dụng cái thế thôi mô tả lý nhỉ văn phòng thì cho ta là phải nội rồi ta có hóa cả thì mọi người nghe là biết rồi đấy phòng nhá đi lưu lại rồi xong trong cái việc mà check xem nó có cái GPA hoạt động không hoạt động ngon rồi biết đúng rồi đấy, mỗi việc cấu hình thay đổi tên thì đánh dấu NT đánh dấu ba cái này chúng ta tự tạo đúng không? Không cần phải gọi là không cần phải giúp để mấy cái ta không phải tự tạo bảng thêm mấy nữa đánh dấu là được tiếp đến là chúng ta sẽ test một cái công nghệ nữa mà em có nói rồi có đề cập rồi repository bên cạnh GPA thì chúng ta đến repository là thứ hai ngôi nhà của tôi ở đặt tên nó là Ruby repository cho nó implement ở đâu extend đúng vậy interface extend GPA repository thứ nhất thì mình sẽ chuyển vào Provin là kiểu dữ liệu mình muốn quản lý thứ hai là kiểu ID của nó đấy thì cái này hay nhìn tư tưởng của bọn repository chứ là mọi người những cái thao tác code đấy có sẵn rồi được chưa ví dụ là file own file by ID save rồi delete by ID nó có sẵn chúng ta không cần viết ra nó vẫn có nó không cần truy vấn không cần viết thậm chí là không không viết viết lấy code nó vẫn có cần gọi ra có được chưa và cái tư tưởng thứ hai là những cái truy vấn cơ bản thì nó có thể theo tên như sau iterable provi file đấy mọi người chỉ biết đúng tên thôi nên còn tên anh là cái này là ok ý mọi chuyện tên mà nó tự có đấy nhá cơ bản là như vậy đấy hai tư tưởng một là code thì phải biết hai là có biết thêm hàng cơ bản thì chỉ cần biết theo tên thôi còn triển khai nữa những cái tên cơ bản lắm rồi thì đi với làm gì ý của chúng nó là như vậy tiếp theo đến phần service thì mình sẽ tạo một cái general service có những phương thức mà mình dùng rất nhiều lần đứng đó chạy thì nó hơi cồng kềnh ạ à quên bên kia cần đánh dấu một cái bên repo thì cần đánh dấu thì em sẽ giải thích repo sau rồi thì bên này chúng ta có cái gì viết cái sai tên này Factor name service rồi chúng ta có những cái hàm cơ bản cái này thì có rồi. Chờ đợi gì ừ, nhầm 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 nó lấy kia rồi service general service này những cái cơ bản như này dùng luôn rồi mọi người thì Optional là gì thì mọi người đọc thêm Optional là bộ anh em chủ động đọc thêm không giải thích nữa cơ bản đâu Interface tiếp theo chúng ta có Provin Service ừ, đâu Service mở ra này Provin Service đâu không Interface kìa rồi Extend tên cái general service general service thì nó tự dữ liệu của Ruby đó rồi sang phần yêu cầu bây giờ viết cái công thức quên viết cái hàm à, viết cái class Ruby service rồi cho implement e Ruby service đó chuyển sang các công thức ok authorize đấy là cái repository mà dùng
dừng lại chờ một chút, lại quay lại dạy thế kia, nhìn tạm dừng xe bên này. Lại giải thích về Spring một chút nữa nha. Spring dựng sau. Spring thì sẽ đến một cái ví dụ thực tế đi. Chúng ta có cái Chrome service đúng không? Một cái thôi. Mới là một cái, chưa cần nhiều nữa. Mà muốn dùng ở bên cả Chrome controller đó ạ. Đúng không? Bên này một lần. Và dùng ở bên customer controller. Dạ, một lần. Nó chỉ có dùng như là lại phải new đúng không? Lại new Provin service. Đấy, lại new một lần. Ở bên này lại new lần nữa. À, lại lưu lần nữa đúng là hai lần. Thế là cái như này nó mất, nó tốn bộ nhớ này, mất thời gian này đúng không ạ? Thế thì là sao nhỉ? Thế thì đây mới là hai class, đây mới hai lần thôi đúng không? Nếu mà sau này chúng ta có rất rất nhiều class cần dùng cái Provin Service này, được chưa, thì sẽ có vấn đề xảy ra là quá tốn công, quá tốn bộ nhớ. Thế thì chúng ta cần một nơi để lưu lưu cái thằng này lại. À, chúng ta gọi nơi đó là context, context đúng nhá. Hãy gọi là nó một cái, gọi là một kho chứa context. Cứ cứ chạy chương trình phát, ấn nút tại chương trình là thì cái đối tượng của vi service này hoặc là tất cả các đối tượng service nào đấy, tất cả đối tượng repo thì đấy được lưu ở đây. Ví dụ em đặt tên là bé đi đúng nhá. Thế thì chỗ này này chúng ta không không phải khai báo đối tượng nữa, không khai báo nữa, khai báo nữa đấy. Mà chúng ta lấy ps đây à, chúng ta dùng đây, dùng đây và dùng ở 100.000 lần lên nữa cũng được, không tốn bộ nhớ, không phải thay vào nữa đúng không? Đấy, nhanh hơn đúng không? Thế bây giờ đó, thế Spring nó liên quan gì đây? Chú ý thì thằng thằng cách triển khai của Spring nó cũng tương tự như thế, và chúng ta cũng có cách như thế này, và Spring nó triển khai y hệt như vậy luôn, và nó có một cái bộ nhớ là Spring IOC context. Thì làm sao để lưu được cái thằng Provin Service này vào đây? Nó có hai cách. Một là chúng ta dùng a bin. Thì nó sẽ viết code thử mới xem. A bin thì sẽ là chúng ta sẽ bảo với thằng string RC context cái này. Tao tạo đối tượng rồi thì mày quản lý hộ tao đi. Tao tạo PS rồi mày lưu hộ tao. Còn ngoài ra nó có một vài cái như là a repository. Đấy, và a service. A component nữa. Ba cái thằng này này nó là ở thì đây. Mày thằng Spring ấy, mày chót công rồi thì mày thấy cái này của tao là class thì mày tặng luôn đối tượng của tao đấy, thì hai khác nhau một chút. Nên là mày đưa đối tượng cho thằng Spring luôn, tức là mình viết code tay tạo đối tượng. Còn cái ba thằng này này đấy, là Spring nó sẽ tạo luôn đối tượng cho mình chỉ đánh dấu ở cái gọi là a cộng, cái gọi là annotation, là annotation để đánh dấu nhá. Cái này đánh dấu đối tượng, còn mày đánh dấu ở lớp đấy, đấy là sự khác nhau. Đánh dấu vào đây thế dụ như nào, mỗi khi mà chúng ta muốn lấy ra dùng á, thì sẽ search dùng a cộng auth to đấy, cứ dùng mình lấy ra không cần khai báo lại nữa. Đấy, cứ xem đấy là trong lý thuyết code thì sao. Đấy, chúng ta lại quay lại code vừa rồi thì có repo thì mình không phải xem rồi đúng không, còn repo series chuẩn rồi à, bên service đấy auth to cái được luôn. Bây giờ thử thử với controller. Bây giờ mình thử thử lấy ra một cái thằng, tức là mình authorize lấy ra đúng không, một cái thằng chưa có đi ai của Robin Service chẳng hạn, thử lấy ra này đấy, nó có thể nó sẽ báo là cái này chưa từng có trong cái score của ta. Spring nó sẽ bảo như thế. Thế làm như nào được đấy, thì mình sẽ dùng cách cái đầu tiên bin nhé, dùng cái bin cho đi, còn cái kia sau ta có bin, và chúng ta sẽ dùng template ai Robin Service, Robin Service Princeton new service. Đó. Đấy là cách mà chúng ta sẽ
làm gì ạ? Sẽ tạo ra cái đối tượng free service và nêu nó vào trong Spring Elastic Context để quản lý. Bây giờ và bây giờ sau chúng ta lên xem còn đỏ nhá, hết đỏ luôn, thấy chưa? Đấy, đấy là về thằng phòng bi đang cọc repo áp dụng chúng nó như vậy. Anh em chú ý chỗ này để tạo ra và chúng ta thích dùng bao nhiêu lần dùng, chúng ta không cần gì, không cần phải tạo nhiều lần nữa, tốn thời gian tốn công đôi khi còn hay lỗi. Với cách này là sẽ nhanh hơn, thấy chưa? Rồi à, chúng ta bây giờ vừa rồi là thế một lần đúng không, tạo xong repo tạo service rồi thì phải chạy lại xem nó chạy không, để nó chết 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 ứng dụng hỏi lại cả xem nó chạy không, nó sẽ cho vẫn xanh ngon vẫn successfully được, thì ok. Bây giờ mình sẽ rồi tạo controller rồi, bây giờ mình sẽ thử xem controller còn chạy không. Bây giờ mình sẽ thử a còng get mapping nhé. Bây giờ cái chó hôm nhé. Rồi bây giờ mình sẽ public stream home return home đó. Index chữ đấy, index này đâu ra? Để mình xem lại cái file cao một chút. Có thể đi cái này đi. Ừ, tới đây con solo đây bởi vì này lên trên nhá, xem phần này web thì nó view nó, nếu mọi người dùng cái này á editor đây nó thì nó sẽ lấy cái index này, nó sẽ cộng vào cái thằng view này, xong nó cộng thêm cái này vào để nó tìm, để cái thằng string nó tìm ra cái file của mình muốn hiện đấy, hiện thế ở đâu có thể tạo một nhá, không có lỗi ấy. Mọi thứ cái chân đâu, cái chân này là đang không có đấy, để tạo thử xem nó không thấy lỗi nữa. Cái chữ hôm này nhé. Rồi đấy, hết lỗi chưa, chạy thử lại xem có ra được không nhé. Đây, đây, rồi thêm hôm mà chéo hôm xuống ngay chữ hôm à, xin ngon rồi được chưa, ok. Lại tiếp tục về lấy trước một chút. Ok, đây có một cái slide như thế này, mình quan sát. Chúng ta lại đợi chỉ chờ một chút. Ok, mình quan sát nhé. Chúng ta phải làm những công việc gì và chúng ta viết code như nào, Spring sẽ làm gì. Ví dụ mọi người đang ở thì xem mọi người gõ localhost đúng không, 8080 đúng chưa, thì mọi người sẽ làm gì, thì cái Spring ấy, ứng dụng của mình có biết đó, nó sẽ hiểu là mọi người đang ghép và à đâu phải chéo vô đó đi, nó giống ví dụ thì nó giống thì cái Spring nó sẽ hiểu là mọi người đang dùng cái công thức ghép với cái chéo product như này đấy, được chưa? Và cái này nó sẽ được đưa vào một nơi gọi là full controller, thì mọi người cũng ở thì nó là cái tên gọi nó không có gì đâu, tạm thời mọi người hiểu là đang đưa vào Spring để nó xử lý. Thế nó Spring sẽ như nào, Spring sẽ làm công việc rồi. Nó sẽ gọi ra một thằng HM HTML để làm gì, nó tìm xem trong cái tất cả các code controller ấy, có cái thằng nào là phương thức ghép vào cái product không, được chưa? Nếu mà có ấy, thì nó sẽ đến đấy, nó gọi cái hàng đấy ra để xử lý xong nó ra cái gì, xử lý xong nó sẽ ra một cái gọi là unit, được chưa? Thì vừa rồi mình kéo hôm đúng không, kéo hôm thì mình ra là cái gì, index nhá, cái chỗ index mới nhớ, cái chỗ index này cái gì này nó là unit, cái này chính là unit, được chưa? Cái unit này để là gì? Cái unit này để kết hợp với cái web VNF các thứ đó. Thì cái đấy cái thằng cái đoạn kết hợp đấy nó gọi là thằng VR lại. Thằng VR này sẽ lấy cái view này cộng với cái cấu hình của mình ấy. Xong nó tìm ở trong cái web map xem là có cái thằng nào tên như vậy không, có chỗ như vậy không. Nhưng mà đúng, nó sẽ hiển thị trong bây giờ. Nhìn. Đấy, được chưa? Đấy là cơ bản về cách hoạt động. Khi chúng ta nhận request ra thử. Được chưa? Cơ bản đấy.
tiếp tục với lại cốt thôi. Giờ giờ mình sẽ thử cái trường hợp là nếu mà mình đi tên xã không có đi lấy hai rồi xem nó báo lỗi gì nhỉ, deploy ngày chờ hôm đi lấy hai xem có mới à, thì nó lỗi luôn mọi người, lỗi gì nó báo như nào đây mọi người nhìn thấy không đây template này này đâu, nó bị lỗi ở đấy ở à, không có cho mọi người đấy lan xuống dưới cái đấy file nó file session could not open đấy, đấy thứ bảy sao của không có thì làm sao mở ra được thấy chưa à, đúng luôn nhỉ, tìm đúng đường dẫn này đúng đường dẫn xong rồi tìm đến đúng cái chuỗi trả về xem có đúng không, không đúng phải báo luôn lỗi luôn đấy. Rồi đấy, đấy là cái về Spring nó xử lý cái một cái yêu cầu một cái request qua cái localhost đó, không không cái call mà như nào. Bây giờ mình quay lại vấn đề mình tiếp tục với bài này, bài này thì mình sẽ bước đầu tiên với lại cái gì ạ, hiện ra cái chuỗi của Vin đâu, hiện ra cái list chúng ta sẽ biết hàng à, và chúng ta sẽ là gì model and view nhá, sẽ là model and view để đi sao chúng ta không phải là hiện mỗi cái chữ index ra, chúng ta phải ném cả dữ liệu ra nữa, chúng ta phải dùng model and view show là tên hàm nó không có gì cả, trong này thì chúng ta sẽ dẫn đến cái file là file list ở đây mọi chờ chút và mình sẽ cho nó vào thư mục của Vin à, cho vào cái thư mục à, cho vào file list thì nó hiện ra. Chỗ này thì mình cần ném vào đấy cho nó một cái list à, đóng sách nhá, chuyển vào cho nó là danh sách của Vin đúng không đấy, Vin service.file thế là ok đấy, chỗ này return cái model view là được. Bây giờ phải tạo gì ạ đấy, chú ý nhá mình viết này à, thường mình không lỗi đâu, giờ mình phải làm đúng như thế thì mới có nhá. Rồi, rồi. Đấy, xong tạo list list.html đây. Rồi. Xem nào. Đấy, hết hết cái chân rồi, được chưa? Có cái giao diện thì chưa có. Không biết nữa. Ngắn xíu à. Nó khá là giống cái phần phối chưa? Không biết được gì cả. Rồi này, mình chú ý mỗi cái dòng TH này hay quên là lỗi này. Còn cái phụ tệ x này cũng không có gì đặc sắc cả. Cái này thì chưa cần hiện, thì tí nữa phải xong. Chạy lại. Sao bên này? Ờ, local host, nó có không cái provin. Đâu rồi, lắm rồi. Đi. À, cái gì đây? Quay cái tạm mới tỉnh rồi, mình đang chưa cần này. Tại sao nó không ra cái gì nhỉ? Để mình xem lại DB xem có gì chơi nhỉ? Ừ, ở đây rồi, DB ra rồi đấy. Thế mà bên kia không có gì à? Trên là hậu. À, do cái phần service này mình đã biết gì đâu. Nãy mình mới demo, mình đã return null, làm sao mà ra được? Mình dùng Ruby service.file đấy. Mới biết hết các hàng đi. Provin.py đi. Chuyện này đi à? Đấy. Provin.repository.set Provin. Mới bắt đầu vậy. Chấm đi bài này đi. Chuyện này đi à? Xong nhá. Trở lại. Các bạn ngọt này. Nãy quên cho biết cái phần service. Với cái phone. Với service service. Giờ. Rồi. Trở lại này. Ôi xin ăn luôn rồi ạ. Xong phần list nhé. Phần create thì nó hơi công cánh hơn một tí. Phần create thì đây viết cho mọi người xem. Phần create thì phải hiện cái form cho nó viết lên đã đúng. Thì copy luôn được. Phải chéo create. Đấy, để đổi đường dẫn tí thì còn là show create form đúng không? Xóa cái này đi. Đây để thành create. Thì tạo file xong. Xóa này đi. Chỉ cần ném mỗi file thôi. Tạo file này. Curious. Thế là xong, sẽ là còn bị vẽ chân không nhá. Đấy, không bị luôn. Ở bên Curious này thì đơn giản nhá. Có cái form này, xong method spot. Đấy, xong rồi thì chú ý, mọi người có cái trường như nào, chúng mình viết đây, thế ra. Thế là còn name, name, đấy. Không cái nữa. Nhưng mà description viết là
description. Rồi, cũng cái nút rồi xong. Lưu như đấy. Đấy thì cái backup port đúng không? Xong giao diện nhá. Xong xong giao diện, xong giao diện. Để về đây viết một hàm nữa là lưu rồi. Rồi, nó là port mapping thì backup port rồi đúng không? Rồi, chỗ này thì đặt tên là save gì? Save đấy, cô đi. Mọi người chỉ cần biết đây của vì để tham số đấy thì nó sẽ tự tìm tìm trong cái lúc mọi người ấn cái này, mọi người ấn cái form ấn cái nó tự tìm name relation tương ứng với lại cái của vì nó tự chuyển đối tượng rồi. Thế là sao? Thế thì chỗ này cần gọi điện của vì service lưu lại cái đối tượng vừa vừa đảo của vì ok. Cái này thì không phải là sang cái này nữa, mình sẽ chuyển hướng về trang chủ của mình đấy, đó là của vì. Được chưa? Chuyển đến đây này để cho hiện danh sách đúng không? Có cái sai gì cả rồi, trở lại thử xem đi. À, cái giao diện list cho hiện cái chỗ tạm mới tỉnh rồi, trở lại. Rồi, rồi tạm mới tỉnh. Gì đây này, sao như thế lưu về không thể rời được luôn. Thế là xong phần tạo mới, tiếp đến phần sửa. Phần sửa ấy thì em mở cái này ra trên chữ chữ phần sửa ấy thì mình sẽ gạch chéo cô vi, gạch chéo đi xong rồi để máy đi nó cái viết cái gạch chéo này nó gọi là pathable, nó không phải là kiểu a cộng cái gì đó bằng như xưa đâu, gạch chéo luôn thì người ta gọi là pathable. Mình sẽ viết như sau. So create form đây. Có lại cái này. Đấy, chết. So cái này edit này. Cái chéo này đi này. Cái này. Và chúng ta dùng nó có bạc hơi bộ. Long, ai đi. Cái này trùng tên được. Cái này trùng cái này ok. Rồi, chỗ này thì sẽ chuyển đến cái edit này. Chỗ này thì sẽ chuyển đến đối tượng. Một lần view chuẩn an lắm sách chuyển về cái pro hoặc file của viên service chuẩn file này đi là chấm ghét, nhớ ghét nó bởi vì mình là optional cái chuẩn dữ liệu vậy này. Optional đây này, chuyển ra optional cho mình chuyển về, nhớ ghét để chuyển về cái đối tượng của viên cho mình nó không hiện đâu. Rồi cái chỗ edit thì nó lại cái chân để mình chưa tạo file. Rồi tạo file thì edit thì khá giống bên kia rồi, khá giống create nhưng khác một tí xíu, mình về chờ chút thôi. Edit rồi thêm cái dòng ph để tí mình nhận dữ liệu nữa. Đấy. Rồi chỗ này thì thứ nhất là phải thêm một cái thái thái đừng để nhận ID lên, bởi vì lúc anh vào rồi nếu mà mình quan sát nhìn nhé, nhìn lại cái service một chút này. Nó chỉ có phông xếp thôi, nó không có update hay là add đúng không? Bởi vì như này với VPA khác ID thì là thêm mới, trùng ID thì sẽ là sửa, nên là cái nó chỉ có một phương thức thôi, được chưa? Đấy, các em chú ý nhé. Bên này đi thì em sẽ thêm một vài cái như sau. Chế độ sửa nhà bạn. Chế sửa thật. Đấy, nhầm rồi. Cái này cái file edit của nó. Máy cửa này phải cái chân Z, để nó lỗi đấy. Này đi này đi mày cũng có value đây là pro chấm này đi nha. Ok mọi người tiếp tục mình tiếp tục về là pro chấm name và có gì ạ tính xe rồi đấy quên mất pro chấm name và pro chấm description đấy thấy không, trả lại thử xem có ra không rồi làm tiếp cứ thử lại. Được. Sửa. Đây, mình có thể add một đây. Hiện ra rồi. Chọn rồi đúng không? Giờ làm cái việc có lưu nữa. Đấy, lưu thì dễ lắm. Không chưa lâu rồi. Đấy, giống create cực kỳ luôn mọi người. Đây. Giống cái cục. Bởi vì này đi, mình khác mỗi tí. Cái chỗ này, sửa mỗi cả. Đấy, đường dẫn đâu. Sửa tên nữa. Biết chứ. Đấy, thế là xong. Được chưa nhỉ? Trả lại thử nhỉ.
văn vật thế giả hiểu thêm lưu là ocean chuẩn thế là xong phần này đi được chưa? À, cũng nói chung là ở với những cái bài này thì em cố gắng luyện tập nhiều lần, bởi vì phần vì có sư mình thêm nữa nó sẽ đi GPA nữa, cái phần A cộng em tính các thứ nó sẽ đi mọi người rất rất là giả. Thế bây giờ đúng khối vô đơn thì không dùng kiểu này đâu, thế thì em chú ý luyện tập nhiều lần, thậm chí là mấy bài sau mọi người có thể chỉ đọc lý thuyết chỉ làm bài thực hành, mọi người cứ luyện này luyện điểm là lên hai bảng, lên truy vấn xịn sò thế là được, không cần thiết những cái thức phần sau để mọi người mở rộng ngoài được chưa? Nghe em luyện tập phần này kỹ vào nhá, để những cái phần này kỹ là ok lắm được chưa? Rồi nếu hôm nay thế đâu nếu là còn sót cái nội dung gì không nhớ hết rồi mọi người. À quên mất còn một cái nữa, mới thấy cái này như này bao nhiêu thằng bên dưới đều như này đúng chưa? Nó sẽ chỉ có một cái cách nó hay hơn là mình a cộng thì các bên trên này xong mọi người truyền vào cái chéo của vi này chờ thì mọi người sẽ xóa cái này đi không cần nữa, xóa đi không cần nữa, xóa đi ngắn hơn nhiều vậy đấy, cái dấu kia nó dòng kiểu chung ấy đấy, trả lời thử đi. Lại xem bình thường không biết sợi hoa cải hoa phượng được lưu nó sẽ chuẩn vẫn thế thì vẫn được ok thế đâu gọi là chữa bài em ngay từ đây nhưng mà thế được rồi mai là vì quá thì mình quên chứ quá mệt mỏi